Anh chị chào mừng đến với kênh Annie Channel. Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh Anh Em Channel nha. Hôm nay ba nghỉ làm, chở mẹ con với mọi con đi chơi. Để về nhà mới quay cho cả nhà, mà hai anh em thích quá rồi đòi mở trên xe luôn cả nhà. Xe chưa có chạy, khi nào xe chạy rồi mong anh mới xích beo luôn á cả nhà ha. Đó, nhìn thấy hai anh em rồi, giờ hai anh em con mở đi. Của con màu gì Quốc Đại? Của con màu xanh lá chè. Tiếng Anh là gì? Blue. Còn của mong anh? Màu hào. Tiếng Anh là gì con? Các bạn ơi, mình đụng được cái này rồi. Em đụng được cái cánh bướm bướm rồi. Đâu, khoan. Nè, có cái hình bướm bướm đây nè cả nhà. Cả nhà thấy bướm bướm không? Đây, còn có mong anh gì đây? Cũng bướm bướm luôn. Chúng ta cùng mở chơi slime nào. Mình sẽ lấy bướm bướm ra trước. Mình sẽ lấy slime ra trước. Cả nhà có thích hai màu này không? Các bạn. Đây, bướm bướm nè các bạn ơi. Đó, bướm bướm màu xanh nè, các bạn có thích không? Hỏi các bạn nếu đi con. Nếu thích thì đăng ký thành viên nha. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn cả nhà nha. Cái này chơi không có dính tay đâu cả nhà. Đúng rồi, slime. Nhưng mà móc ra được luôn. Rồi, con lấy ra được luôn. Con nít rồi cả nhà ha. Không muốn là chơi tại chỗ luôn vậy. Vậy mới là con nít mà cả nhà ha. Em không cát ở đây nữa nè. Không cát ơi. Không cát à. Không cát buồn ngủ rồi cả nhà ơi. Thì vui không con? Vui. Rồi sao? Ba ba các bà. Chưa, cảm ơn ba mua cho con. Ba mua cho con. Ừ. Nào, mama lấy bướm ra được chưa con? Dạ. Các bạn... Bướm bướm bay, bướm bướm bay, bò bàng bò bè bò búp bê. Rồi con kéo ra cho cả nhà coi coi. Đó, cả nhà thấy không? Mà phải lấy bướm bướm ra. Các bạn. Yeah, bướm bướm đẹp quá cả nhà ơi. Rồi con chơi đó đi. Để bướm bướm qua. Bướm bướm bay 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 bay. Ba đang đổ xăng á cả nhà ơi. Rồi con cầm kéo ra kìa. Đó. Không có được. Rồi con dính, con giơ tay lên nha, về cho cả nhà coi không có dính tay đó. Đó, không có giơ tay cả nhà ha. Nhưng mà mình chơi xong mình phải rửa tay với xà bông nha cả nhà. Nha các bạn. Làm sao? Cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem hết video của mẹ con. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chúc cả nhà hạnh phúc nha, vui vẻ nha. Ok bạn ơi, có máy này mình đụng là mấy con nó có gì á. Bye bye.